tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước màn hình quý vị và các bạn đang xem ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan, đó chính là chiếc xe Honda Civic. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Honda Civic, chiếc xe được sản xuất năm 2009 ở cái phiên bản 1.8 số tự động màu đen. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được 8.3 km rồi quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này nhìn ở bên ngoài thì còn rất là đẹp so với cái tầm tiền khoảng 300 triệu đồng. Đây quả là một sự lựa chọn cũng thật là tốt đấy ạ. Tại vì trong cái thời buổi dịch bệnh và khó khăn như hiện nay, với tầm tiền khoảng 300 triệu đồng mà quý vị và các bạn bỏ ra đã được sử dụng ngay một chiếc xe sedan ở cái phân khúc sedan mà lại số tự động này rồi đấy ạ. Thì hôm nay thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về chiếc xe Honda Civic 2009 này ạ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi trên màn ảnh của quý vị và các bạn để được xem chi tiết về chiếc Honda Civic 2009 này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc Civic thì là nó có hai loại, một là 1.8, hai là 2.0. Đây là cái phiên bản 1.8. 1.8 thì lại chia ra làm hai phiên bản, một là 1.8 số sàn và hai là 1.8 số tự động. Đây chính là một chiếc xe ở cái phiên bản số tự động đây quý vị và các bạn ạ. Đuôi cũng đã được lắp cái đuôi gió thể thao. Đuôi gió thể thao này nhìn rất là đẹp ạ. Rất là thể thao. Và đây là cái cụm đèn hậu của xe. Quý vị và các bạn xem đây, tất cả còn rất là đẹp. Camera lùi cũng đã được trang bị lên chiếc xe Civic này rồi ạ. Và đây 1.8 ạ. Động cơ 1.8 và động cơ iVTEC đây ạ, của Honda. Đây là cái phần 3 giờ sốc trước của xe. Thưa với quý vị và các bạn, xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm đây rồi ạ. Và cái điều đặc biệt là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Tất cả phần đầu này nó còn nguyên đây ạ. Cái phần 3 đợt sốc sau này cũng vậy ạ. Tất cả là còn nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Còn rất là đẹp ạ. Tuy có xước sát một chút thôi, nhưng cái phần xước sát này thì ở Hà Nội thì không tránh được đâu ạ. Xe cũng đã được trang bị xi nhan trên cái phần tai này ạ. Đây là cái phần xi nhan trên tai ạ. Với cái dàn lốp thì cũng còn rất là đẹp ạ. Và còn khá dày đấy ạ. Dàn lốp này chủ xe thay năm 2017. Chiếc xe đã chạy được 8.3 km rồi, cho nên là cái dàn lốp thay rồi là cái điều đương nhiên ạ. Và từ năm 2009 đến bây giờ thì dàn lốp phải thay là cái điều chắc chắn rồi ạ. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi để xem lại một vòng quanh xe, để xem nào cái chất lượng về cái phần ngoại thất hay là cái phần thân vỏ bên ngoài. Thì quý vị các bạn hãy xem chi tiết, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây, để quý vị các bạn xem nó còn đẹp hay là không đây ạ. Nước sơn còn rất là căng ạ. Nước sơn và nền cánh cửa còn rất là căng cái này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa phải sơn nhiều đâu ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Nhìn về cái góc nghiêng này, ta thấy là cái nền của nó còn rất là đẹp đấy. Rất là bóng bẩy. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 325 triệu đồng ạ. Chỉ 325 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn được sở hữu ngay một chiếc xe sedan số tự động. Còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Chiếc xe mới chạy được có 8.3 km thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Honda Civic này thì xin quý vị và các bạn hãy đến ngay địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy share clip
hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 của chúng tôi update lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã quay về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem rồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay chi tiết về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Đầu tiên là chúng ta hãy mở cánh cửa bên lái ra để xem chiếc xe này nó có bị va chạm vào cái cánh cửa này không đây ạ. Tất cả cái phần keo chỉ này là còn nguyên hết ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là đẹp ạ. Táp bi còn rất là mới đấy. Quý vị và các bạn xem qua về cái phần nhựa này ạ. Phần nhựa này thì quý vị và các bạn xem nó rất là mới. Điều này chứng tỏ là chủ xe đi rất là giữ gìn đấy. Xe cũng đã được trang bị là gương gập điện rồi. Đây là cái cụm điều chỉnh gương gập điện lên kính để xuống kính chỉnh điện là cái điều đương nhiên rồi, nhưng mà gương gập điện thì không phải xe nào cũng có. Đây là cái phần ốc bản lề này, gioăng chỉ trong này đây, gioăng này chỉ ốc bản lề, tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần táp lô của xe, vô lăng cần số đây ạ. Cái xe mới chạy được 8.3 km thôi, cho nên là vô lăng còn rất là đẹp ạ. Cần số cũng còn rất là đẹp luôn, cần số tay phanh, tất cả còn rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Nội thất là trang bị là ghế da rồi, ghế da cũng còn tương đối là mới đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009 đây ạ, tại công ty Honda Việt Nam. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ, sản xuất năm 2009. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái cánh cửa phía sau bên lái đấy ạ, chi tiết về cái cánh cửa phía sau bên lái đấy ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là đẹp ạ. Nội thất hàng ghế phía sau này cũng còn rất là mới ạ. Vì cái hàng ghế phía sau này ít người ngồi hơn, cho nên là nó còn tương đối là mới ạ. Đây, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn này, xem chi tiết về cái phần táp lô điều hòa này. Chiếc xe đã chạy được 8.3 km rồi ạ. Đồng hồ đây quý vị ạ. Chiếc xe này đồng hồ hiển thị của nó chia làm hai phần, một là đằng trước vô lăng này và trên vô lăng kia. Đấy, đồng hồ hiển thị tốc độ là phải ở trên, còn hiển thị vòng tua là ở bên dưới này ạ. Và tất cả đồ chơi thì cũng đã được trang bị này. GPS này, đây là chân cắm thẻ GPS này, kết nối USB chẳng hạn này, đầu đĩa DVD, đầu DVD này, đang không có đĩa này, đang chạy, đầu chạy lại đây, điều hòa, đấy, cho quý vị và các bạn. Và cơ bản là cái phần táp lô xe này còn rất là đẹp ạ. Táp lô xe này, táp bi còn tương đối là mới ạ. Vì chiếc xe mới chạy được có 8.3 km thôi ạ. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Cũng còn rất là mới luôn ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Từ những cái hàng ghế này, cho đến cái táp bi cửa, bản lề cửa này, răng này. Đây là cái ốc của bản lề cửa này. Tất cả là cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản. Điều này là chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì đâu ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới. Đây là cái phần táp bi cửa trước bên lái. Phần keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Điều này là chứng tỏ chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì đâu ạ. Táp bi cửa còn rất là mới ạ. Nội thất màu kem, cho nên cái màu này rất là bẩn ạ. Phải nói là chủ xe đi rất giữ gìn thì là cái nội thất nó mới còn được đẹp như này ạ. Ốc bản lề cửa này, răng này còn nguyên hết ạ. Nội thất màu kem cho nên là phải giữ thì là nội thất nó mới được đẹp như này, còn nếu không giữ thì nội thất nó rất là xấu. Táp bi cửa này, táp lô này, vô lăng tất cả còn đẹp và còn rất là đều xe đấy ạ. Đây là cái phần cốp sau của xe. Ở cái phiên bản 1.8 thì là cái cốp sau này nó không có nắp cốp đâu quý vị và các bạn ạ. Nó để không như thế này ạ. Đấy, cái nắp cốp sau nó để không như là ở cái phiên bản 2.0 nó mới có cái nắp của cái cốp này. Cho nên là đừng quý vị nào nghĩ là mất rồi nhá.
phiên bản 1.8 thì nó sẽ không có cái nắp cốp này đâu. Đấy, cốp xe đây chưa có bị đâm đụng gì, va chạm nặng gì vào cái cốp này đâu, cho nên là nó cũng còn nguyên bản hết đấy, chưa phải làm lại. Chính vì nó không có cái nắp cốp sau này, chúng ta càng dễ nhìn hơn ạ. Và cái phần lốp sơ cua đây ạ, bộ lốp sơ cua và đồng bộ đồ nghề sơ cua tất cả cũng còn nguyên bản hết đấy ạ, còn đầy đủ và nguyên bản hết ạ, tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cái phần đặc biệt và cái là cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó chính là trái tim của chiếc xe đây ạ. Honda cũng đã trang bị cho phiên bản Civic này là một cái động cơ xăng, động cơ 1.8 lít đấy ạ, và là động cơ iVTEC. Và quý vị và các bạn theo dõi camera thì quý vị các bạn thấy cái động cơ này nó còn đẹp không ạ? Nó còn mới không ạ? Vâng, thưa quý vị các bạn, nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và tất cả nó còn nguyên bản. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, cho nó sạch sẽ đẹp đẽ hơn một chút nữa để quý vị các bạn thấy nó rõ hơn ạ, nó đẹp hơn ạ. Từ 2009, sau 11 năm sử dụng mà cái động cơ nó còn đẹp như thế này ạ. Riêng về cái phần kim loại của động cơ thì rất là sáng rồi ạ. Và chủ xe cũng đã bảo dưỡng, vệ sinh tất cả các thứ đi rồi ạ. Từ két nước đã vệ sinh rồi này. Vì sau 11 năm sử dụng thì chúng ta đã phải trải qua mấy cấp độ bảo dưỡng rồi quý vị và các bạn ạ. Không những vệ sinh mà còn phải bảo dưỡng. Nhưng cái điều đặc biệt ở cái xe này là cái phần động cơ, là cái phần động cơ còn giữ nguyên đấy ạ. Động cơ còn nguyên bản. Đấy, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.